Rồi. Còn nếu mà tế bào gốc là hắn có cái bình này, bình serum này, hắn cộng thêm. Bình serum này 1 triệu mà bôi ban đêm đi ngủ, còn ban ngày thì bôi kem. Công dụng là gì? Công dụng nó vừa trị mụn, với lại hắn gọi là gì ta? Hắn trị mụn với lại phục hồi da chị. Có làm đầy cái vết sẹo lõm hay Nó không? sẽ có Hay đầy là đó chị, em thấy là nó ok đó. Nhưng mà đầy bình đầy đầy vừa thôi chứ không phải là phải giống như chị nghĩ là nó và chị đầy nó xuất hiện lằn. một vài, chị thấy một vài cái vết sẹo lõm á bác. Lỗm thì có đó chứ chị, Ý là sao như cơ hướng đầy lên đi cô đâu hả? đầy đỡ lên xí thôi chứ không có phải được thấy đâu chị, vì trước đó là em nói rồi bé bị rỗ đó chị. Sau này ví dụ như ấy rồi thì mình bấm đi ra là có đầy lên được không? Được rồi chị, khó lắm. Thì chị cứ để từ từ nó coi bé, tại vì anh cũng còn nhỏ Còn kìa. nhỏ cũng tăng sinh collagen nhiều đúng không? Dạ đúng rồi vậy, sợ mình ái nhiều quá lặn lâu ra nữa mới thấy mày chứ sao. Bây giờ Em chị em sẽ lấy cái serum của em đi hiểu. dạ Em lấy cho em serum coi là cái da của bé chị sẽ răng rồi yên má, bữa nay hết mụn da. lấy hết mụn ẩn rồi đó chị. Ừ. Còn cái mà nhỏ 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 xí xí nó thì Mà bà quằn quại lắm tôi đúng quằn không? quại lắm, Má tại có mấy xiên về vô cây không? một viên bôi cái nó cái bị hết da rồi, thì sẵn hẳn cái cục thôi, chị bị bôi bôi cho nó phải bôi, cái nó chưa phải cũng biết bôi, nữa, nhiều khi quan trọng lắm, bôi cái nó quan trọng lắm, nhưng mà mặt nó đỡ đúng không chị? đỡ 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 mụn đó. khô hẳn Tại vì vừa rồi em tiêu khuẩn cho nó là đỡ hẳn rồi Bữa mà. nay còn ít mụn viêm chứ mấy, đâu gì mụn viêm đâu, ít Chụp, bữa hôm nó bà đá một quần luôn. Mới đầu Đụng tiên vitamin đi coi như là vô là bà quen rồi. về là coi Bà như liệt là tránh. bị trầm cảm luôn. Khổ. Ý là bây giờ nếu như mà lấy cái serum rồi thì sức vào thời điểm nào em? Dạ ban đêm chị. Nhưng Là mà ban cái đêm. serum đó là bôi trước khi ngủ thôi, vì hắn hơi bị đắng á. Mà có xíu xíu chị, có 10 ml, mà 1 triệu bình nó hơi đắt xíu. Mà chị dùng máy thoáng dễ mà. Gì? Ừ. Đắt thì cần thì mua thôi chứ, điều trị da cho em mua thôi chứ, vấn đề là cái thời điểm nào để mà bữa Dạ hôm đó nay em ý là bôi ban đêm á chị. rồi Còn ban ngày là rồi bôi cái kem kem. nữa thì sao? bữa Ban nay ngày bữa bôi. nay bôi cái kem rồi của em, Dạ. còn ban đêm thì bôi cái serum đó, Dạ đúng rồi mỗi serum đó thôi. chị. Dạ đúng rồi. Còn cái kem nữa không phủ ở bên ngoài à? Dạ không vậy nó lộn với nhau. Quấn lồng à? Dạ. Ok, thì Nghi tôi hiểm lo chị cứ xem. lấy siro nữa đi, cái Serum siro siro siro. Khổ quá mà. Có Khổ quá trong cái hồ tắm. con Hà mới đấy ấy, hồi Khổ nãy ở trên này chị đem xuống, có đứa mua biết mỡ lấy không trời. không biết chỗ mà sao không biết, không biết bạn vô. Ai Không biết cách thôi, bạn vô đợi thì đợi chị xíu, Bali biết rồi. đỡ. Bye à em. Dạ. Còn ít mụn hết, còn ít mụn Ừ, viêm lắm bye chị, có bye mụn ẩn thôi. Mụn viêm bên má bên trái thôi. Để lấy cái siro phục hồi da cho con nhỉ. Siro em. À, phục cái hồi gì da. Tét lên. Đấy. cái nó mà sức là phải biết cách sức nữa. Là chị xí nữa nè, xí nữa chị bé lại mời cho. Nó rất là dùng một ngón tay thôi, tại vì cái nến rất là ít mà không được bôi nhiều. Đeo khẩu trang một cái Châu không có bôi, yến xì cũng bôi nữa trời. vì 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 cái làn da nước mát là phải bôi chứ, con gái mà không có nước da thôi á. Bỏ. Gái má quá trời mụn luôn. Nên ông bị mụn chi mà đầu đen không đi trời. Ông cái Biết gì lo quá nữa. 3 tháng rồi ông mới đi đó. Ừ mày. Không Mày thì phải đặt quay nữa chứ. qua qua không quay à, tao đè ra tao Bữa quay nay thôi. phải kêu chị Lan. Mấy đứa này kìa, ông kêu đi. Ông kêu gài ông. Hồi nãy cô ra được gì cô không con? Ông kêu nặng, ông đi kêu nặng, không nặng được, muốn gì muốn nặng được.
chị lo mới nặng đưa thôi. Ông kêu gai ổng nè. Chú cũng khá khá ấy. Chú nói gì? Chú luôn. Giàu để rau đó. Thi với chiếc đường đó. Câu nén nhỏ vậy. Chị thấy bộ rau tôi tưởng không chú là chú so nó với chiếc đấy. Câu nén. Ai bữa nay mấy rồi em? 21. 21 à? 32. Miếng nhỏ mà hồi hầu mà hắn là muộn em, hầu mà hắn mười mấy á, mười mấy xí xí á, hầu mà chưa thành quán luôn, hầu chưa thành gì luôn, chỉ là tìm hợp tác thôi. Ê mi quay nó nâng quay thì nặng muộn quay em được nè, nói thì nói nhưng mà đừng có rung cái mẹ siro khá. Tiền này, bao nhiêu tiền là Loan? Loan hay Lan đây? Chỉ Lan thì Loan bác. Dạ, Loan là tên thường gọi, còn Lan là trong tên giấy tờ vậy. Trước khi dùng là lắc nhiều lên. Rồi. Ý là lấy bài kết bôi á, dùng một ngón tay thôi vậy. Của hãng nào đi? Dạ, thị sĩ chị, Meritrol. Khắp mặt. Đây là mỗi lần á là chị đổ ra xí ít xí thôi, chẳng giống như mượn giọt nữa, cái xoa khắp mặt. Dạ. Xoa cái vùng đó thôi, cái vùng mà bé xoa đều ra đây, nhưng mà cái vùng á. Chứ không ở làm cả mặt thì có được không? Dạ được. Nhưng mà bôi ít thôi nha chị, một lần một giọt đến hai giọt thôi. Đấy, nghe không? Trước khi con xài á, con lắc đều lên một bình. Mình nó một điệu đó mà nghe cho nhỏ kìa. Này, có bị lắng xuống dưới này nên trước khi để khi xoa thì xét hắn lên cho đều. Xong rồi nhỏ ra. Rồi cái ngón tay của con này 1 đến 2 giọt thôi. Đều. Nhưng mỗi lần là nửa giọt trên tay á, chứ không là đổ ra nhiều là chảy. Từ ngón tay thôi nghe, dùng ngón tay thôi. Xoa cho vừa đủ lên mặt đi. Xíu bỏ vừa đủ lên mặt rồi với vùng trán. Cái nói là làm xong là đi ngủ khỏi, đừng có cầm chi ăn nghe, đắng ghê lắm đó, lỡ dính vô tay là đắng. Tại vì bé dùng mà chị ơi. Dạ là đắng kinh lắm đó. Ban đêm bây giờ con xoa cái này chứ con không có xoa cái kem của cô Loan nữa. Kem cô Loan là xài buổi sáng ngủ dậy, rửa mặt rồi xoa cái kem nó vô. Được chưa? Cái đi hàng của ai đi bé đó. Thị sĩ chị à? Nhập từ nữa à. Còn Meditroller chắc em chiếc ra không à. Tay của hắn kia ý là tay nhà trong nó chị kia à. Bình hắn đắt mà hắn rửa đó, chứ cái bình này là mấy chục mil luôn nè, 50 mil, mà bên nó có 10 mil đó, bên này 50 mil mà 2,5 đầy bình luôn nè, có hộp có đồ ngon lành cành đào nữa đó, à. Em chẳng hiểu nữa. 1.150.000 đấy chị. 1.150.000. Quay video chị lồm chậm đúng không? Cái bữa đó lồm ào luôn. Ờ lồm ào sướng hơn. Nào ào sướng hơn. Vịt con ban không anh? Dạ vịt con chị. Dạ dạ. Ở trên là hay cái số ở dưới. Cái số ở trên á chị. 1018 đó hả? Dạ. 1018 1 4 3 1 4 3 2 3 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
Dạ không. Nè rồi. Em sợ nợ lắm chị. Nè chuyển khoản rồi nghe. Dạ hôm qua rồi nè, hắn kêu rồi chị. Rồi. Cảm ơn cô Loan. Chị cô Loan coi là cái da em cả đang bằng. Rồi rồi gần xong rồi đây. Coi lại với lại hướng dẫn lại cho đi. Để rau rìa. Ăn cơm, ăn tối đi. Đẹp quá. Ăn cái gì?
Có khách đi. Ngồi dưới chợ mình nữa thì ra. Đi nãy rồi tranh thủ đi mua cái áo rồi đó. Má về bên mặt chặt. Hồi nãy mua đó à? Thôi ra chặt. Hình như cái chỗ nó hàng hàng. Bị nhá, hàng cái thanh thiên trừ á.